go say. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đeo chéo hình ngôi sao nha. Thì nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình đó chính là để bắt đầu các bạn khởi tạo cho mình một nút thắt. Các bạn thực hiện các bước như mình nha. Các bạn móc lên cho mình 4 bính nha. 1 2 3 4 Các bạn móc vào chân móc đầu tiên cho mình một mũi dời nha. Các bạn móc lên cho mình 6 bính nha. 2 3 4 5 6 Các bạn móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên nè. Các bạn đâm kim xuống, kéo len lên 2 sợi len và kéo len qua. Móc lên cho mình 3 mũi bính. 3 Tiếp tục móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc kế tiếp. Các bạn đâm kim xuống, kéo sợi len lên và kéo qua. Tiếp tục móc cho mình 3 mũi bính. Móc một mũi kép đơn vào chân móc kế tiếp. Móc lên 3 mũi bính. Sau đó móc một mũi kép đơn vào chân móc tiếp theo. Tiếp tục móc 3 mũi bính. Các bạn móc cho mình một mũi dời vào 3 sợi bính này nha. Kéo lên qua. Như vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 mũi kép đơn nha các bạn. Tiếp theo các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Các bạn đâm kim xuống lỗ trống này, móc lên cho mình 2 mũi kép đơn. Các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính. Tiếp tục các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn chung cùng một chân móc. 2 3 Các bạn móc xuống cho mình 3 mũi kép đơn xuống cái lỗ trống kế bên nha. 2 mũi kép đơn 3 mũi kép đơn Các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính nha. 1 2 3 mũi kép đơn nữa chung chân nha. 1 2
Tiếp theo các bạn móc tiếp cho mình vào lỗ trống thứ ba một mũi kép đơn. Hai mũi kép đơn. Ba mũi kép đơn. Và tiếp tục móc lên cho mình hai mũi bính. Ba mũi kép đơn chung chân móc. Một. Tự như vậy các bạn móc đến hết hàng cho mình nha. Các bạn móc cho mình một mũi dời vào ba sợi bính này nha. Kéo lên qua. Tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Các bạn bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai cho mình một mũi kép đơn. Tiếp theo các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn vào lỗ trống. 2 3 Móc lên cho mình 2 mũi bính. Tiếp theo các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn chung cùng một chân móc. Móc xuống chân móc này một mũi kép đơn. Tiếp theo mũi kép đơn. Các bạn bỏ qua hai chân móc này cho mình nha. Các bạn móc mũi kép đơn vào chân móc này. Móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc thứ ba. Móc tiếp cho mình một mũi kép đơn vào chân móc tiếp theo. Các bạn móc vào lỗ trống cho mình 3 mũi kép đơn. 2 3 Móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Tiếp tục móc 3 mũi kép đơn. 1 2 Móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc tiếp theo. Một.
một mũi kép đơn vào chân móc kế tiếp. Tiếp tục các bạn lại bỏ qua cho mình hai chân móc và móc vào chân móc thứ ba nha. Một mũi kép đơn. Tương tự như vậy các bạn móc đến hết hàng cho mình nha. Các bạn bỏ qua cho mình chân móc cuối cùng nha. Móc cho mình một mũi dời vào ba sợi bính, kéo lên qua. Móc lên cho mình ba mũi bính. Các bạn vẫn tiếp tục bỏ cho mình chân móc đầu tiên và móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc thứ hai nha. Móc tiếp hai mũi kép đơn vào hai chân móc tiếp theo. Móc ba mũi kép đơn vào lỗ trống. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích, đâm kim xuống móc cho mình ba mũi kép đơn. Móc tiếp tục cho mình bốn mũi kép đơn. Một, thì các bạn bỏ qua cho mình hai chân móc và móc vào chân móc thứ ba nha. Móc tiếp cho mình bốn mũi kép đơn vào bốn chân móc còn lại. 2 3 4. Móc tiếp vào lỗ trống 3 mũi kép đơn, 2 mũi bính và 3 mũi kép đơn chung chân. Tương tự như vậy, các bạn móc cho mình đến hết hàng nha. Bỏ qua cho mình chân móc cuối cùng và móc cho mình một mũi dời vào ba sợi bính. Hàng tiếp theo các bạn móc lên cho mình ba mũi bính. Thank you.
đã móc được 4 hàng rồi nha các bạn. Ngôi sao của chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 hàng nha. Các bạn móc các mũi tương tự đến hàng thứ 7 nha. Và mình sẽ để công thức trên màn hình cho các bạn dễ theo dõi. Mình nghĩ là các bạn cũng có thể kết hợp nhiều màu sắc yêu thích của mình để tạo nên những chiếc túi ngôi sao thiệt là xinh xắn nha. Mình sắp móc xong hàng thứ 7 rồi nha các bạn. Bạn bỏ qua chân móc cuối cùng này và móc cho mình một mũi kết hàng vào mũi kép đơn đầu tiên này nha. Các bạn móc cho mình một mũi dời, kéo len qua, sau đó móc lên cho mình một mũi bính, kéo len lên nha. Các bạn dùng kéo cắt sợi len thừa giúp mình. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã móc hoàn thành xong phần túi rồi nhé các bạn. Các bạn lật đằng sau có sợi chỉ thừa lúc ban đầu các bạn cắt nó đi. Ở phần này mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thân túi hình ngôi sao. Chúng ta sẽ cần hai mảnh như thế này để ghép lại thành một chiếc túi nha. Thì phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn móc sợi dây nè, mắt cho ngôi sao để trang trí và hai tay và hai chân cho ngôi sao nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video phần 2. Mình xin chúc các bạn làm thành công. Bye bye.